Hello các anh em, chắc là mọi người cũng đã nhìn thấy cái tiêu đề của video ngày hôm nay. Thì mình sẽ chia sẻ đến với mọi người 5 thương hiệu niche mà đối với cá nhân quan điểm của mình thấy rằng là nó không xứng đáng với cái giá tiền mà mình sẽ phải bỏ ra để sở hữu. Tất nhiên thì không phải là nó tệ hoàn toàn. Tuy nhiên, xét về mặt tổng thể thì mình thấy rằng là nó không xứng đáng. Đợi mình một chút. Nó không xứng đáng với cái giá tiền mà mình sẽ phải bỏ ra để sở hữu. Đó. Thì nếu như các bạn có lần đầu xem video của mình thì hãy bấm like và subscribe để chúng ta gặp lại nhau được nhiều hơn. Còn bây giờ anh em mình đến với cái chủ đề chính của video ngày hôm nay. 5 thương hiệu niche mà mình cho rằng không xứng đáng với cái giá tiền mà mình sẽ phải bỏ ra. Ok. Go. Trước khi vào video thì mình xin nhắc lại đây là cái quan điểm cá nhân của mình. Do vậy nếu như một trong những cái thương hiệu mà mình nói tới đây mà nó lại là cái niềm đam mê của các anh em thì cũng rất là sorry và mọi người thông cảm. Đó, thì đấy là cái đầu tiên mình muốn nói. Còn bây giờ chúng ta hãy đến với cái thương hiệu đầu tiên. Thương hiệu đầu tiên mà mình muốn nói đến ở đây đó là Jo Malone. Xét về mặt mùi hương thì mình khá là thích mùi hương của Jo Malone, bởi vì họ có ví dụ English Pear, nhất đặc biệt là chai English Pear mình rất là thích. Một cái mùi hương mà dành cho các chị em nào có một cái gì đấy nó ngây thơ, có một cái gì đấy nó rất là trong trẻo, ngây thơ. Thì thực sự mà nói, dùng chai nước hoa đấy rất là phù hợp. Tuy nhiên, có một cái vấn đề mà mình thấy rằng hình như là theo cái concept, cái đường lối pha mùi của nhà nước hoa này, chứ không phải là chỉ là một hai chai. Đó là cái vấn đề hiệu năng của mùi hương. Về... mình không biết là có cái chai nước hoa nào của nhà Jo Malone mà nó khác với như những cái mình hay định kiến. Tuy nhiên, về mặt cơ bản, những cái chai nước hoa mà mình đã từng được thử của nhà nước hoa này thì cái vấn đề hiệu năng mùi luôn luôn là một cái vấn đề hết sức là nghiêm trọng. Phải dùng từ là nghiêm trọng bởi vì có khi mình cảm giác rằng chỉ khoảng tầm từ 2 đến 3 giờ là mùi hương gần như đã bị bay màu đó. Thì với một cái số tiền mà chúng ta phải bỏ ra để sở hữu sản phẩm này thì với cá nhân mình không bao giờ mình chấp nhận được. Nó giống như kiểu mà chúng ta khi mà chúng ta xem một cái chương trình ảo thuật chẳng hạn, đúng không? Ví dụ như là một cái này chẳng hạn, và nhà ảo thuật người ta đẩy nó lên và khi người ta bỏ khăn này ra thì cái chai nước hoa là biến mất. Và cái mùi hương, cái hiệu năng mùi hương của Jo Malone nó cũng như thế. Nó chỉ trong một cái tích tắc khi mà chúng ta xịt xong, và ví dụ như đây khi ta mở cái khăn này ra thì nó đâu rồi, kiểu như thế. Thì nó tóm lại là mình không bao giờ mình bỏ ra một cái số tiền cũng không phải là rẻ và để mua một cái chai nước hoa mà hiệu năng mùi thì rất là tệ, phải dùng từ tệ đó. Cho nên mình xếp Jo Malone là một trong những thương hiệu niche mà không xứng đáng với cái giá tiền. Đó, thương hiệu đầu tiên. Thương hiệu thứ hai đó là Creed. Thật ra là nhà Creed trong quá khứ họ có rất là nhiều những chai nước hoa ngon, ví dụ như là Simple Mountain Water, Himalaya. Cô em mình nó chơi một line dàn Creed ấy, thì mình cũng được ngửi đa số và nói thật là có những chai mình thấy rất là thích. Đó. Tuy nhiên, như mọi người hiện đã biết thì hiện nay là nhà nước hoa này đã đổi chủ và những cái mùi hương một cái thời gian vừa rồi họ ra mắt ấy, ví dụ như là Viking Cologne, hoặc là mình nhớ không nhầm như có cả Creed, cái bản Creed Aventus kỷ niệm 10 năm. Thì để mình nói qua một chút cái phiên bản kỷ niệm 10 năm là ông bạn mình mua và sau đó là đã nói là bán luôn, nói là thực tế luôn nhá. Đây là mình được trải nghiệm ấy, là cái phiên bản Creed kỷ niệm 10 năm là mua xong về cái bán luôn. Còn cái Creed Viking Cologne thì mọi người đều biết là cái phản hồi của mọi người nó không phải là quá là ấn tượng. Thì tất nhiên là có rất là nhiều những lý do và mọi người hiện nay thì đều cho rằng cái vấn đề là đổi chủ đó. Tuy nhiên thì ở đây mọi người đều biết là hiện nay các nhà nước hoa đều bị đổi chủ, chứ không riêng gì mỗi nhà nước hoa Creed. Ví dụ như Guerlain này, những cái nhà nước hoa lớn chẳng hạn, nhà Guerlain cũng là một nhà nước hoa rất là lâu đời và họ cũng đã bị thâu tóm. Tuy nhiên, những cái chất lượng về mùi hương của nhà Guerlain thì vẫn là như thế, vẫn là một cái dạng như kiểu một cái cây đề trong ngành pha chế hương liệu.
kể cả là từ những cái phân khúc rẻ tiền cho đến những phân khúc cao cấp, thì cái chất lượng làm mùi hương của họ vẫn rất là chuẩn chỉ, chứ không như nhà Creed. Thì mình cho rằng ở một cái gì đấy, có một cái gì đấy mà mình không biết, mình không phải là làm trong ngành hương liệu và mình không phải là nhân viên của nhà Creed. Tuy nhiên mình đánh giá rằng họ đã, có thể là họ đã quá là đánh giá cái thương hiệu của họ, nó là một cái gì đấy nó có thể là giống như kiểu là như thế nào cũng được, nhưng họ vẫn có thể moi được túi tiền của khách hàng kiểu như thế. Nguyên cái việc Creed có nhiều batch là mình đã cảm thấy rất là vớ vẩn, phải gọi đấy là một cái business, một cái gọi là móc túi tiền của khách hàng một cách trắng trợn đó. Thì cộng thêm với những cái sản phẩm hiện nay nữa thì mình cho rằng thương hiệu Creed không xứng đáng với cái giá tiền mà phải bỏ ra để sở hữu. Đó, nhà nước hoa thứ hai. Nhà nước hoa thứ ba đó là Roja. Mình thì cũng có may mắn được gửi tầm khoảng 4 đến 5 chai của nhà nước hoa này. Đó. Thì tất nhiên thì mình chưa được gửi hết, cho nên mình nghĩ rằng là chắc chắn là mình sẽ bị sót những cái chai nước hoa ngon của nhà Roja. Tuy nhiên, dựa vào cái những cái chai mà mình đã được gửi thì mình có những cái nhận xét như này. Về tổng về mặt nguyên liệu thì phải nói thật là nhà Roja họ không hề chém, có nghĩa là về cái cách mà họ luôn quảng bá là họ sử dụng những nguyên liệu xịn. Còn tất nhiên thì mình không biết là xịn đến mức độ nào thì mình không biết. Thế nhưng phải ghi nhận là cái cách blend mùi của họ nó rất là mượt. Nó khác bọt hẳn hoàn toàn ấy. Nó khác bọt hẳn hoàn toàn với những cái thương hiệu khác. Tuy nhiên một cái mùi hương ngon hay không, nó không chỉ có mỗi cái việc mà trong cái việc mix mùi nó blend mùi lại là mượt, thì không thể, nó chỉ là một yếu tố, một trong những yếu tố quan trọng để tạo nên một cái mùi hương. Còn cái sự phá cách, sự độc đáo, hoặc là ví dụ khi mà chúng ta bỏ tiền ra mua Lamborghini hoặc là Ducati chẳng hạn, cái điểm nổi trội đấy ví dụ như có khả năng tăng tốc trong tầm từ 0 đến 100 km, nó chỉ rơi vào tầm khoảng 4-5 giây thôi, trong khi những cái điều đấy ở những cái thương hiệu xe cũng rất là đẹp, không hề kém mạnh. Ví dụ như là Camry hoặc là xe đấy, nói chung cũng đẹp, thế nhưng đấy là những cái điều không thể, những cái hãng xe đấy không thể làm được. Còn với Lamborghini thì họ làm được. Thì ở đây thì mình quay lại về cái mùi hương của nhà Roja. Mình nhận thấy rằng là mùi hương của nhà Roja so với cái giá tiền mà bỏ ra ấy, thì thực sự là nó không xứng đáng, rất là không xứng đáng. Bởi vì đấy đều là những cái mùi hương, nó không phải là một cái gì đấy nó mới mẻ. Chúng ta hoàn toàn có thể nhìn, chúng ta có thể thấy ở một số những cái chai nước hoa khác, ví dụ như là được ngửi chai Roja Oud. Roja Oud đấy thì nói chung là không có một cái gì đặc biệt. Có thể thấy ở MFK Oud, Jack Lang cũng có. Và tất cả những cái nhà nước hoa nào mà họ làm ra mùi oud thì nó thật là nó cũng không phải là một cái chất lượng nó xuất sắc hơn hẳn đó. Hoặc là như Roja Elysium chẳng hạn, một số phiên bản Extract, nói chung là nó mượt, mùi nó mượt, thế nhưng về cái độ độc đáo mùi hương thì là không có. Thì tại sao mình lại phải bỏ ra một số tiền đắt đỏ hơn rất là nhiều chỉ để mua một cái mùi hương mà nó mượt hơn, còn về cái độ độc đáo mùi hương thì là không có. Do vậy mình nghĩ rằng Roja là một cái thương hiệu không xứng đáng với cái giá tiền mà mình sẽ bỏ ra để sở hữu. Đó, thương hiệu thứ ba. Thương hiệu thứ tư đó là Byredo. Mình nhớ là Demi Rowling, một nữ YouTuber rất là nổi tiếng về nước hoa, đã từng nói rằng cái việc sử dụng thương hiệu này nó giống như kiểu là một cái hot trend trên Instagram hoặc là trên TikTok hiện tại. Đó, nó giống như cái trào lưu ví dụ như đổ nước lạnh đá vào đầu, hoặc là một cái điệu nhảy nào đấy đang rất là hot trên TikTok thì mọi người đều làm theo. Thì cái quan điểm của chị ấy là cái việc mà sử dụng những sản phẩm của Byredo nó cũng tương tự như thế. Và với cá nhân mình thì mình cũng hoàn toàn đồng ý cái quan điểm này. Mùi hương của Byredo là không tệ. Đó, ví dụ như mình cũng rất là thích cái Row of Snowman Land, một cái mùi hương hoa hồng rất là thú vị. Hoặc là Byredo Pop, một cái mùi hương trái cây cũng rất là thật, cũng rất là hay. Tuy nhiên về tổng thể, về những cái cảm nhận tổng thể của mình qua một số những cái sản phẩm thì
mình thấy rằng nó không xứng đáng với cái giá tiền mà đang được để ở trên kệ đó. Nói thế nào nhỉ? Nó an toàn, nó thiếu đột biến, nó giống như kiểu là một cái gam màu, một cái style nó rất là khó để diễn tả. Thế nhưng khi mà chúng ta ngửi những một số cái sản phẩm của Baleno thì chúng ta luôn luôn thấy rằng một cái phong cách mùi nó cứ na ná như nhau, một kiểu như thế. Thì ok, chốt lại đối với mình, Baleno cũng chung số phận của cái tiêu đề của video ngày hôm nay đó. Và cái thương hiệu cuối cùng mà mình muốn nói đến ở đây đó là Louis Vuitton. Ok, nói thế nào nhỉ, mình được ngửi được tầm khoảng 7 đến 8 chai nước hoa của nhà này đó. Và cái cảm nhận chung của mình về cái mùi hương của nhà nước hoa này cũng giống như nhà Roja, cái cách họ pha mùi rất là ok. Thực sự là ngửi đúng là người ta đã bảo tiền nào thì của nấy mà. Thì về cái cách pha mùi thì rất là mượt mà đó. Thế nhưng về cái tính sáng tạo trong mùi hương thì đối với mình thì đấy nó giống như kiểu là một cái câu chuyện khá là xa xỉ với những cái sản phẩm của Louis Vuitton. Nó nói thế nào nhỉ, chúng ta hoàn toàn có thể đối với mình ấy, mình có thể là tìm thấy nó ở Hermes, mình có thể tìm thấy nó ở Guerlain, mình có thể tìm thấy nó ở Chanel đó. Một cái tông mùi nhẹ nhàng, lịch sự, sang trọng, những cái style kiểu như thế thì Guerlain, Hermes, Chanel, thậm chí là cả Dior họ cũng đã có. Và cái quan trọng là cái mức giá nó dễ chịu hơn rất là nhiều. Tìm một cái sự sáng tạo trong mùi hương của Louis Vuitton là không có, mình nghĩ rằng là không có. Thì việc mà chúng ta bỏ ra để sở hữu một chai nước hoa gần 10 triệu cho một cái sản phẩm mà tất nhiên thì nó rất là ok với những ai mà dùng nước hoa, sử dụng nước hoa bình thường, thì thực sự là những sản phẩm của LV rất là tốt. Thế nhưng với quan điểm của một người chơi nước hoa thì mình đòi hỏi ở đó những cái yếu tố khác, những cái yêu cầu khác, những cái gạch đầu dòng khác, thì mình thấy rằng là nó không đáp ứng được. Cho nên quan điểm của mình là thương hiệu này cũng không xứng đáng với cái giá tiền mà chúng ta sẽ phải bỏ ra. Thì kết luận lại, Creed, Jo Malone, Baleno, Roja và Louis Vuitton, ở một khía cạnh nào đấy, những cái mùi hương của những cái thương hiệu này cũng rất là hay. Thế nhưng khi mà đối với mình nhìn một cách tổng quan thì mình vẫn giữ nguyên quan điểm như những cái gì mình vừa nói ở trong cái video của ngày hôm nay đó. Thì video của mình đến đây là hết. Rất hy vọng các anh em không cảm thấy bực bội, không cảm thấy cáu bẳn khi mà xem xong video này. Hy vọng là vậy. Còn bây giờ, bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.